chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tiền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì bữa giờ các anh chị và các bạn nào có liên hệ Tiền để tìm cho mình một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, giá mềm mềm nhưng lại nhiều option thì tham khảo ngay em này các anh chị nha. Thì bên cạnh Tiền đây là Kia Seltos các anh chị, phiên bản Premium, bản cao cấp nhất nha. Đời 2020, đăng ký lần đầu là năm 2021. Một chủ sử dụng từ đầu tới nay, mới đi có 27.000 km thôi các anh chị nha. Bên Tiền đang bán em này với giá là 596 triệu nè. Bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nhé. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị. Nước sơn thì Tiền thấy còn khá đẹp ha, liên lạc đồng màu từ trước ra sau, không có bị trầy xước gì hết nha. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì có trầy xước dâm dâm nhẹ nhẹ ở một vài chỗ hay là giảm tuyết ở một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị. Xe này mới về hoàn toàn là chưa có vệ sinh gì hết nên nó có phần hơi bụi, hơi dơ. Các anh chị nhà mình xem thì tham khảo giúp Tiền ha. Vì dòng này bữa giờ cũng có rất nhiều anh chị tìm nhưng mà Tiền không có xe, nên khi xe về cái Tiền tranh thủ Tiền lên video để cho các anh chị nhà mình có được thông tin sớm. Nếu mình ưng thì mình chốt sớm nhé. Rồi em này biển Sài Gòn các anh chị, bên Tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền ha. Bên Tiền còn hỗ trợ trả góp lên tới 70% nha các anh chị, nếu mà các anh chị cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì alo Tiền ha. Đèn là full led hết các anh chị, đây mối nối cản còn rất khít ha. Lớp nè, độ gai gió còn khá sâu và mâm ở đây là không có bị trầy xước gì hết, vỏ vẫn còn là vỏ zin theo xe tuần thứ 46 của 2020, vỏ zin nha, có cảm biến áp suất lớp cho mình nè các anh chị. Đăng kiểm thì đã hết hạn rồi các anh chị, ở đây thì anh chủ đang gia hạn đăng kiểm là 6 tháng. Nếu các anh chị nhà mình có yêu cầu đăng kiểm lại thì Tiền sẽ hỗ trợ cho các anh chị nhà mình nha. Đã dán phim về mưa, tay nắm cửa thì mạ rơm và có nút mở cửa một chạm ha. Cho các anh chị nhà mình nhìn sơ một vòng keo chỉ cửa nha. Keo chỉ cửa là nguyên zin các anh chị nè. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra thì luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số còn bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đấy, ốc chân cửa phía trước phía sau là nguyên zin các anh chị ha. Rồi ok, bên Tuyền ngoài cam kết ra còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị nè. Rồi bản Premium nha, bản cao cấp nhất nha. Máy em này là 1.4 turbo rất mạnh mẽ ha. Rồi Mica đèn còn rất trong, rất đẹp các anh chị, có cam lùi và cảm biến lùi đầy đủ ha. Seltos là một mẫu xe 5 chỗ gầm cao vừa trẻ trung hiện đại nè, lại còn nhiều option nữa các anh chị, cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu nha. Cốp của em này vẫn còn là cốp cơ có T-ben trợ lực các anh chị ha. Cốp nè cũng khá là rộng rãi các anh chị, đựng cũng được rất nhiều đồ á. Những cái tấm che nắng của anh chủ nhà mình để lại ha. Dây kích bình của hãng tặng nè. Cái này là tấm lót cốp ha. Đó, rất là kỹ nha. Mình lót để mình bảo vệ phần nỉ bên dưới các anh chị. Anh chủ đã cách âm sàn xe cho mình rồi, có con đội tay quay đồ nghề thì còn đầy đủ. Phần nhựa cốp nè các anh chị còn rất mới luôn. Nhìn sơ giúp Tiền một vòng keo chỉ cốp các anh chị ha, nguyên zin. Đó, các anh chị nhìn sơ giúp Tiền nè. Bên Tiền thì nói không với xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi các anh chị nào mà thích chiếc này là phải thấy được video này có Tiền phải nhanh tay liên hệ Tiền để chốt cọc ngay nha. Dự kiến xe này sẽ bán rất là nhanh các anh chị. Rồi mình tiến vào phần nội thất nha. Ghế da nguyên zin, tông màu kem và tông màu đen. Sàn là sàn 5D, trần ở đây là trần nguyên bản, có cửa sổ trời các anh chị. Xe này mới vừa bước vào khoang lái thôi thì đã có nghe mùi thơm á các anh chị, chứng tỏ là anh chủ nhà mình rất là chăm chút cho cái xe ha. Rồi ở đây thì xe mình là ghế lái chỉnh điện các anh chị, có cân bằng điện tử nha. Vô lăng ở đây là vô lăng bọc da không trầy xước, cũng không có bị hao mòn gì hết nè. Có tích hợp những cái phím bấm trên này nha, như là đàm thoại rảnh tay, ruồi control các anh chị. Xe đi 27.456 km các anh chị nha. Táp lô là không có bị trầy xước gì hết, anh chủ có trang bị thảm cho mình nữa ha. Màn hình ở đây là màn hình zin theo xe, có bản đồ cho mình, màn hình đứng to khá xịn sò nha. Dưới này là dàn lạnh nè các anh chị. Em này thì remote là khoảng 3 chế độ, remote 3 chế độ các anh chị nha. Có sấy mét ghế nè. Đó, ok ha. Rồi đây là chìa khóa của Seltos, anh chủ nhà mình thì có ốp cho mình cái chìa khóa luôn á. Trên này có cửa sổ trời thì sẽ mở thử cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình cùng xem. Còn hoạt động rất tốt luôn các anh chị. Chưa tới 600 là đã có thể sở hữu cho mình được một chiếc xe 5 chỗ gầm cao với rất nhiều option như thế này rồi. Các anh chị nào mình ưng thì chốt ngay nhé.
thì nếu mà các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Tuyền thường xuyên thì sẽ biết ha, bên Tuyền về rất nhiều luôn á các anh chị. Về rất nhiều nhưng mà xe nào cũng bán rất là nhanh, hiện tại sale tốt là Tuyền còn chiếc này và thêm một chiếc bản Deluxe, bản tiêu chuẩn, bản thiếu các anh chị, đời 2020 màu đỏ. Giá hơn 500 một xíu thôi, 519 triệu. Quan tâm xe đó thì alo Tuyền nha. Khoang máy là các anh chị, ốc ác, sơn phết nguyên zin. Đó, tem mát từ nhà máy vẫn còn các anh chị nha. Anh chị nào mình ở khu vực địa hình khó đi như là Đắk Lắk, Đắk Nông nè, Quảng Ngãi, Phú Yên nè, Lâm Đồng, Đà Lạt thì lấy ngay những chiếc xe gầm cao như thế này đi rất sướng nha. Rồi thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị ha. Kia Seltos phiên bản premium, bản cao cấp nhất đời 2020, đăng ký lần đầu năm 2021, mới đi có 27.000 km thôi. Với tiền đang bán em này với giá chỉ có 596 triệu thôi. Và giá này tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Các anh chị nào mà thích chiếc này nhanh tay liên hệ tiền qua số điện thoại bên dưới nè. Còn ở tỉnh xa thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp đi được thì nên xem hết video của Tuyền ngày hôm nay, chốt giá, chốt ngày nhận xe rồi chuyển khoản đặt cọc cho bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu 20 triệu để mình giữ cái xe lại. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe các anh chị. Tránh những cái trường hợp các anh chị ở xa lên mà không cọc trước thì bên Tuyền đã bán mất rồi thì lúc đó lại rất là tiếc ha. Mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị. Vì tin bên Tuyền bán xe ra thì có cam kết, có hợp đồng bằng văn bản rõ ràng chứ không có nói miệng suông đâu, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Còn được nữa Tuyền hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn ha. Ở 5 chỗ gầm cao thì hiện tại bên Tuyền đang còn Ford EcoSport 2020 nè. Có cả Hyundai Creta đời 2022 màu đỏ nữa. Các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe đó thì alo Tuyền thì gửi hình ảnh cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi để khi có xe mới nhất bên Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.